Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, đi làm và rồi thay đổi nơi làm việc và công tác. Biết bao gắn bó và có nhiều kỷ niệm tốt đẹp không thể nào quên. Bây giờ, các đồng chí đó đã được cấp trên điều động về công tác ở đơn vị khác và đó cũng là một lẽ tự nhiên. Vậy mà, trong lúc chia tay này, chúng ta ai cũng cảm thấy bùi ngùi, xúc động. Kính thưa quý vị và các bạn, thầy Võ Thanh Sơn đã gắn bó với ngôi trường này hơn 15 năm và hơn 15 năm qua, thầy Sơn đã trải qua với nhiều cương vị, từ giáo viên đến bí thư đoàn thanh niên, rồi chủ tịch công đoàn và hiện tại là phó hiệu trưởng. Đồng chí đã có rất nhiều cống hiến và xây dựng cho nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh. Thầy đã xây dựng được một đội ngũ giáo viên đoàn kết, yêu nghề và nhiệt tình trong công việc. Để nhà trường phát triển như hôm nay, thầy đã nỗ lực hết mình và luôn chăm lo xây dựng, làm việc, giảng dạy tốt về các lĩnh vực được phân công. Đối với giáo viên, thầy luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân thầy Sơn đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động của công đoàn và được nhiều bằng khen, giấy khen do cấp trên trao tặng. Với rất nhiều thành tích và công lao, với những cống hiến của thầy Sơn, hôm nay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này chúng ta không thể kể hết được. Nhưng hôm nay cho phép tôi được nói rằng, đồng chí Võ Thanh Sơn là một tấm gương làm việc, cống hiến và tận tụy để chúng tôi học hỏi và noi theo, hoàn thành nhiệm vụ. Tuy thời gian gắn bó, công tác chung với thầy Sơn tại trường Trung học Phổ thông Vị Thanh chưa thật nhiều, nhưng tôi cảm nhận được ở thầy Sơn là một người rất tận tâm với công tác quản lý, giảng dạy và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp và học sinh quý mến. Chia tay với đồng chí Võ Thanh Sơn hôm nay, tôi thực sự rất xúc động và không thể nói hết được những tình cảm của mình. Hy vọng khi về nơi công tác mới, thầy Sơn sẽ phấn đấu và nỗ lực hơn nữa để mang lại nhiều thành tích cho đơn vị mới của mình. Chúc thầy Sơn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn thầy Sơn rất nhiều vì đã có nhiều đóng góp cho trường Trung học Phổ thông Vị Thanh phát triển như ngày hôm nay. Thank you.
Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.